giờ là lòng đèn à, hồi đã gắn ngay bên đường rồi, để thêm mưa để tới buổi tối á. Này đi buổi tối đẹp rồi, bây giờ đi thấy gì đâu. Bây giờ mình đi coi cảnh chứ, mà có lên đèn thì mình sẽ đèn. Trời ơi, bình thường. Coi chỗ nào là cảnh. Được mấy ký ấy. Thank you.
còn vô nó nói là người ta bán. Có lợi nhỏ hơn nhưng mà cái đó đắt lắm, cái đó hẹn của mình. Chưa nha, chưa nha. Chờ. Rồi. Bên tay phải. Đây, hàng cây đây. Thơm lắm. Cây đâu của em đây. Treo quà luôn lặng. Đâu cái đó kẹo của mình mà. Cái đó kẹo mà. Người ta vừa treo đèn mà người ta vừa treo cờ.
đây. Đây con giống ở đây. Cây này nó lớn hơn nè. Đứng ở ngoài thôi. Có
lại đi. Đó, ok. 1, 2, 3 2, 2 2 1, 2, 3 Đang làm sân khấu lễ hay gì á? 50 quá. Cái hông quá bự luôn á. Tối nó mới chơi đèn. Rất tối nó cái cây thông này đẹp lắm. Tại nó có đèn, có văn đèn. Trời, văn đèn hết đường luôn, ghê chứ. Đúng không ý? Nãy giờ nhà nào cũng có cây đèn. Yeah.
Ôi, nó dẹp cái cầu luôn rồi, nó thành đường nhựa luôn rồi. Hình như nó là ở trên đây nè. Còn cái cao sen á, nó bắt qua hai bên đường. Bây giờ nó thành đường luôn. Cao sen á, cao sen rất nhiều. Đó, rồi bắt đầu chạy đi. Chạy thẳng đi. Thẳng hả? Ừ. Khu dân cư mới. Thôi bây giờ năm này năm thì nó có thay đổi chưa?
Đâu. Rồi thôi lên, dòng lên kiếm chỗ nào đó. Chưa ai xin xin. Chưa tay ai gì.